Hey, chào các bạn, mình là Tâm Trẻ đây các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn nha. Đây các bạn ơi, tôm hùm mua về rồi. Con hồi chiều mua là 210 ngàn các bạn. 301 cả gram. 210 ngàn bây giờ. Vậy chồng Tâm Trẻ review cho các bạn cùng xem nha. À, chiều em làm món gì? À, súp me. Đó, con ngon lắm các bạn. Đây, Lần đầu tiên tôm hùm xanh nha, đó xanh ăn đi anh nhật anh mà anh đóng tất món này lần đầu tiên mình nấu ăn tôm hùm đó bạn, mình tả lại đi đó. Với sò lụa đây các bạn, sò lụa khoảng 30.000 à, cũng được khoảng 20 con rồi, khoảng 10 15 con. Dạ rồi đây các anh xin miếng thôi cho biết thôi. Thật ra thay lúa các bạn ơi, mai mốt mua cho ông Thánh ăn nha các bạn. À, mình là chiều mình đi vô tình mình review được. À thật dễ ha các bạn ha. Vô tình mình review được đó các bạn. À, bán ở ngay ngã tư ông Sụa. mời các bạn dùng miếng nha, mình đang thử miếng nha, 20 năm rồi, thấy hai mấy chục năm Đó là luôn, nửa nửa con đó này là nửa con à. À, đây là nửa con rồi nè, hả, các bạn nửa còn là cái đầu lộ không là à, còn cái đầu không à, đó. Nói chung là bốn ngày mình là hay lối gặt các bạn, từ xưa giờ cũng chưa có biết ăn đâu. chịu ăn thiệt luôn Ừ. á. Thật nói sao? Ngon. Giòn hả? Ngon tâm kia. Rồi sao nữa? Ngon không? Dài. Ngon. Có mùi cũng giống giống như tôm kia đó. Nhưng mà nó dai hơn. Cái độ thì nó dai hơn. Hôm rày vì dịch bệnh các bạn rồi không có mời Thánh ăn cái tàu làm clip, chắc mai mốt là mời Thánh ăn cái tàu làm clip các bạn ơi, các bạn thông cảm nha. Mẹ thật luôn. Rồi dịch bệnh tao không có bán buôn gì chứ các bạn thông cảm nha. À, con tôm hùm này thật ra là đây để coi thịt coi. Thịt nó giống con cua biển nhưng mà nó dai. Này cameraman khoái lắm các bạn, nhưng mà tại vì cameraman là bữa nay mất đi sinh nhật Sinh rồi các bạn bạn ơi. này nước tương ít mắm me cay quá à. Nãy em thử rồi cay dữ lắm luôn á. À, bữa nay hai chồng già ở nhà ăn tôm hùm với sò lụa trừ cơm này. Lúc này Tâm Chè mới mở kênh mới các bạn, mới mở kênh Độc Lạ Vĩnh Long. Review những cái cảnh mà độc và lạ. Khi Tâm Chè biết được thì mới Tâm Chè đi đến đó quay review cho các bạn xem. Rồi nếu mà các bạn có thấy chỗ nào có cái gì độc lạ đó các bạn, thì các bạn cứ liên hệ số điện thoại của Tâm Chè nghe là 0986 50 48 50. À, Tâm Chè các bạn ơi nha, lúc nào máy Tâm Chè cũng gọi, khi các bạn gọi không được là vẫn báo cuộc gọi nhỡ thôi, gọi không được là Tâm Chè ngủ đó, làm về mệt ngủ đó các bạn. À, rồi cái đầu sao em, cái đầu sao thật thật thật. Chậu cũng giống như tàu kia, cũng có xương nữa, chứ nó Ừ. có như cũng có thật nhiều xương cũng có lắm. Bẻ lại đi, bóc lại đi. Chân ấy đâu hết. Nhớ nghe các bạn, tập về mới mở kênh mới, các bạn ủng hộ nghe các bạn. Độc Lạ Vĩnh Long các bạn, nhớ subscribe dùm kênh Độc Lạ Vĩnh Long Tâm Chè nha các bạn. Độc Lạ Vĩnh Long Tâm Chè. Rồi các bạn có thấy nơi nào có chuyện gì độc lạ đó, rồi các bạn muốn yêu cầu Tâm Chè review cho các bạn xem thì Tâm Chè sẽ review cho các bạn. Tâm Chè sẽ đi đến đó review các bạn xem nha. Các bạn thông qua Facebook của Tâm Chè cũng được các bạn, thì Facebook Tâm Chè là Tâm Chè Vĩnh Long. Số Zalo là 0986 50 48 50, hay là các bạn gọi trực tiếp cho Tâm Chè cũng được nha các bạn. Và số điện thoại là 0986 50 48 50. À, Tâm Chè sẽ đi đến đó rồi review cho các bạn cùng xem. Đó. Đó, đây là cái đầu của tôm hùm này các bạn. Tôm hùm này cũng không có lớn không các bạn, chung chung thôi. Tôm hùm này thì giá có 680.000 một ký thôi các bạn. Phải không? Ở 680.000 ký thì con này có 310 gram thôi là có 210.000 hay các bạn. Đào cũng xương quá nè, có thật không? Phải không? Ở càng gì đâu anh biết.
Thì ăn đi, Chưa ăn ăn thôi, anh cũng đâu thích món này đâu, ăn đã đi chu chứ. giật bạn dùng thử với mình cái đầu đó. Nói chung là Đầu tôm tôm chè với giống thốn giống năng cái giống tàu cũng không thích như món này các bạn. Nếu mà thích ăn cái tàu ăn cái, nếu mà thích cái món này thích ăn cái tàu ăn khoảng 15 con này hoặc là 30 con, qua 20 con này đó. vịt tôm vịt này nó cũng béo béo giống vịt kia à. Cũng béo như vịt tôm kia. Tôm hùm thì tôm sống các bạn, thì tôm Alaska thì nãy bạn đó bạn nói là nhiêu đó 700 800 thì ngàn ký gì đó. Rồi nếu mà ý quên tôm bằng ngọt thì 700 800 ngàn, mà tôm tôm sống là 1 triệu 1 đó các bạn. Rồi tôm king crab thì là phải không? Tôm king crab là 1 triệu 9 là sống, mà rồi khoảng đâu 9 mấy 2 triệu mấy gì đó là ngọt, Triệu 90, triệu 900 ngàn. 900 900 ngàn là tôm sống. Tâm sống. Rồi tôm ngọt á, là 1 triệu 1. Nhưng mà tôm đó là mình đặt thì em nó mới đem về bán cho mình, chứ nó không không dám nhập ở dưới lông, mà nói chung là tỉnh lẻ các bạn. Này này đứa con nó là Ồ bạn. rồi, rồi cho các anh xin miếng coi, Đang ăn đang coi đang. sao, các anh miếng thôi, ăn miếng thôi coi sao. Thật ra anh không thích con tôm này. Mua về con tôm này là sốt me nè, bà xã kêu sốt me nè các bạn. Này dễ ăn hơn cái Sốt me lưới này, miếng thịt đâu nó bạn, đây là nửa nửa con là ta cắt ra là các bạn, mềm ở dưới chế biến giùm rồi đó. dài hơn tôm kia nhiều dễ không biết luôn á. Cái kéo Này phải có kéo được đây 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 để cho các thử bạn xem. Thật ra tôm chè cũng không có thích tôm, mà từ xưa giờ cũng chưa có ăn tôm này, tôm sông tôm chè cũng không ăn mà. Bên đây review cho bạn xem thử nha, ngọt không? Các cách chế biến thì ngon rồi đó các bạn. nga cục này tưởng là cục me và cục Thịt đó dai giòn mà thơm, thật ra là cũng ngon các bạn đó, ngon, nói chung ngon. Rồi cách chế biến của chỗ em nó bán cũng ngon. Hồi đó cái đầu mấy trên cái đầu miếng này thử rồi sao giờ như dưới bạn tay em. đang gỡ rồi nè. Rồi nay mốt để mình đặt cây tôm Alaska con to, hoặc là tôm hầm Nè cái đầu con, này nó hoặc là cạn con hơn kinh cái ráp đó đầu. bạn, lớn lớn á, Cái cho các đầu bạn mấy cùng cái xem cạn nha. không à. Cây càng nó thử nghe các bạn. Chỗ cái mặt cái gan đó, cái ấy của nó, cái gạch ngọt. Thơm không? Chỗ ăn cũng giống như của biển các bạn. Mà thịt nhiều hơn. Rồi cắn cắn được cái thịt kia không? Để mình để mình xuống này đó. Thôi nghe chồng chung cách chế biến sốt me rất là ngon các bạn, nhưng mà không biết làm sao nha. Lần đầu tiên luôn á, mình mới cũng được ăn tôm hùm này luôn, lần đầu Thật gấp tiên lắm các bạn, nhiều lắm nào, thật à. Thế này cameraman khoái lắm, bữa nào càng nó mua cũng có thịt nhé. mua 2 con cho cameraman này. Ngon quá các bạn. Tại vì hết pin. Thật đi giống như càng nó giống như thịt cua vậy các bạn ơi. Nói chung là hay này bà xã này. Thôi bà xã ăn này, đi đi hết đi, anh ăn không biết vậy thôi, anh đâu phải mấy món này, anh giống như bị say món nhà khó ăn, ai thích cho anh cũng thích đó. Đưa anh đi bằng cái khăn này. Còn là sao lỗ 30 ngàn này các bạn, 30 ngàn nhưng mà hồi nãy chủ là tặng mình luôn với các bạn nha, nãy chủ là tặng mình luôn nha các bạn. Đó, ông chủ ngon. Thơm lắm các bạn ơi, thơm mùi sả nè, thịt thì dai ngọt. Nói chung là sao lỗ là thích đó, lo là tôm chè thích, tôm hồng cũng thích, nhưng mà cái quên hồng cũng ăn được nhưng mà không thích đâu. Sò lụa thì ngon nè.
ngon lắm các bạn. Đó. Rồi rồi, giòn giòn này ha, mà ngọt nha, rất là ngon. Cũng giống cái cạn, cũng giống cạn của biển nè. Ủa Đây cái là đang xả lọc thịt có ra này, thịt không? xả lọc thịt ra này. Các bạn nào tỉ mỉ thì ăn được cơm này thôi. Nói chung thích Thích thì là ngon chứ bộ. thì nó ngon, thịt nó Ừ. dai á. Nói chung là cái đầu nó to các bạn, con tôm này nó không có lớn hơn, nó có 310 gram thôi, mà có 210 ngàn thôi. Mà này bà xã là tập về đi, cameraman thích mà tập chạm thích. Nè. Chung là món này nó, mà món này thích nè, món này ngon nha, này ngọt lắm các bạn, sò lụa ngọt lắm, mời các bạn nghe. Em ăn thử con rồi luôn, đó Đã giờ hả? chưa ăn luôn á. Nó ngọt, ngọt phải dài, ngon, Nó giống xà quýt vậy ta. ngon, thơm, dạ Thì dai ngon, ăn thì mắc ghê luôn. rất là ngon, Quên nước tẩy. đã thiệt. Đây làm con nữa các bạn ơi, đây, cho các bạn xem Ủa, nè. trời ơi, tưởng tao cái Đây ở dưới người ta chế biến sẵn này các bạn, 30 ngàn này các bạn, đây 30 ngàn chắc cũng 15 được 15 con nha các bạn, như vậy là 2 ngàn con hả, cũng rẻ chứ, hơn 15 con vậy cũng rẻ nha các bạn. Nè ngọt lắm, mời tất cả các bạn nha. Chấm miếng chấm mày đó. 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 Ngon. Tuyệt luôn. Ăn cái đó rồi. Em quên Ngon. Ngon các bạn, nhưng mà ngày trời tối thì mình ăn ít thôi. Ăn nhiều cũng không tốt sức khỏe các bạn nha. Mình sẽ làm Alaska nè. này nữa các bạn ơi. Này phải không? Hey, tâm nãy là tâm gì? Càng xanh. Tâm Để hồng, tâm tâm hồng càng hồng. xanh. Ấy gì? Tâm hồng Hồng, xanh. hồng xanh, tâm hồng xanh các bạn ơi. Chứ mà tôm hùm xanh giá cũng người bình dân, mình ở đây Vĩnh Long mà tỉnh nhỏ mà các bạn, thành ra là mấy em nó còn không dám lấy nhiều. Ta bán được. Các bạn nhớ ủng hộ kênh Độc Lạ Vĩnh Long Tâm Chè nha các bạn. Tâm Chè sẽ đi review những cái gì độc lạ ở khắp mọi nơi. Những cái bình luận của các bạn Tâm Chè sẽ thực hiện nha. Rồi up lên kênh Độc Lạ Vĩnh Long, các bạn nhớ đăng ký subscribe giùm Tâm Trạng nha các bạn. Nè các bạn ơi, mấy em nó làm rất là ngon, là sốt me nè. Mấy Me có đậu này phộng nè, nè, tóp mỡ nè, mấy em đúng không? núp núp nhậu uống bia cũng sướng các bạn. Tóp mỡ rồi me. Thôi Ngon. vậy thì Tâm Trạng xin chào tạm biệt các bạn nha. Nhà bà chờ cũng chào tạm biệt các bạn luôn. Các bạn nhớ ủng hộ kênh Tâm Chè Vĩnh Long và kênh Độc Lạ Vĩnh Long nha các bạn. Kênh mới của Tâm Chè nha. Bye bye, các bạn nhớ subscribe nha các bạn. Hẹn video lần sau. Ủa, Tâm Hồng mới không ăn sao? Ăn hết luôn đi, cho bà con ta coi. Ăn bột. Ồ, Tâm Hồng bà ăn bà ngốn luôn kìa. Không nhận, chồng bà không thích cũng đỡ ha. Còn cái đầu này các bạn, tôi để xuống giờ cái xử cái đầu cho nó hết các bạn ơi. Đầu cho bá lửa luôn, cái chung thịt cũng nhiều. Tiền thì mắc nhưng mà thịt cũng nhiều, ăn cũng ngon các bạn. Bye bye các bạn nha.